Ồ, em quên nói ăn ngoài là phiêu. Ông này khỏe lắm, ông này cũng được. Chết. Gì á? Gì? Giời, 11k. Ui giời, đâu thế? Lấy nước băng hả? Ủa băng có nước nữa hả anh? Em băng ướp em lấy Manasiu có 20 à. Chạy 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 chạy. Chạy. Ủa là sao? Nè lướt nè. À, em lướt vàng hả? Tại vì em giảm xuống rồi. Chạy đã, chạy chạy. Ui đâu thế? Em đâu rồi? Đuổi theo hàng kìa. Đúng rồi, em đi theo hàng mới đúng. Rồi. Đâu đây? Em bị thiếu cái gì vậy ta? Thiếu con bóng. Yagi. Ơi, bấm độ mới nổ cây đít luôn, mới ghê. Ui. Còn hóa cao nữa. Chơi luôn, ba bốn ông đập vào. Đẩy nó đi. Sợ gì, không phải sợ. Này. Hả, chào cũng chết. Anh yếu, em yếu à. Thì vô đây anh em mình thử cái. Cảm ơn Hà Lê đã follow em nha. Hàng đâu? Khách hàng mọi người ơi, quên. Quên quên. Đi theo hàng.
Dạ đi du lịch 3 ngày á. Ông kia bét rồi kìa. Trời ơi. Tạm biết nhé. Ui giời ơi, chưa gồng lên cho ăn 12k. Đau thế à? Không sờ được hàng. Không phải sợ. Đánh con trước á. Bên này đông lắm, hỗ trợ không có đụng được đâu. Chạy. Ủa cái giải độc đen của em đâu rồi? Úi giời, hát trao nữa kìa. Đây nè, hát trao nè, đập ẩm đi. Này. Ê ơi chạy. Vậy đem kìa. Chết rồi. Từ từ cũng lên được thôi anh ơi, đâu có gì đâu. Bên này đông quá. Chạy. Rớt hàng thôi. Giờ sao lấy. U giờ vét nữa kìa. Sao lắm vét thế. Bắt anh phải mong chờ, đừng trách anh lặng thinh, vì rằng em đã vô tình. Qua ngày mai sẽ chỉ còn lại đây trên con đường một mình.
Rồi gụng 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 đi. Nó hấp té rồi, cảm ơn nha. Đi đi đi. Ừ, đâu có bút nữa đâu. Gì đây, dí hả? Ơi chạy 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 đông thế. Cứu. Ghét em lắm. Ghét em vô địch. Hẹn đâu rồi? Bét nữa kìa, sao lắm bét thế? Này thì bét. Rồi rụng. Từng ngày qua đi em vẫn chưa về, còn mỗi anh nơi đây mà thôi. Ê, mẹ dí em kìa, thấy chưa? Ý dạ. Cái gì đây? Gì đây? Đừng nói câu lừa dối. Ông bắt đầu quá. Bắt đầu cực. Giờ chỉ có đập rụng hàng thôi chứ giờ không biết làm sao á, đông quá. Có một cục hàng à, đâu xé được. Chạy chạy đi, chạy đi, trời ơi, đừng quăng nữa. Chạy đi. Kệ nó ghét em. Dí em hoài luôn á. Vâu thì chỉ có xé hàng, đập cho rụng hàng thôi chứ sao. Đấm anh siêu à. Thôi nó hắt. Chơi chơi hắt. Chán nữa chứ. Không được rồi. Chạy ơi. Ui trời ơi, rụng rồi. Sẽ không còn gì đâu. Chơi đi. Vui. Anh bỗng thấy nhớ em nhiều. Anh thấy lòng chợt lẻ loi. Cô đơn cùng với đêm dài. Trời ơi, đi ngựa luôn hả? Ghê vậy. Hết hết con ấy rồi hả? Sao xuống đi ngựa vậy? Sao mấy anh này thích bắn em nhờ? Em chưa bốc luôn. Đi. Rớt ngựa 46k. Đánh gì vậy? Dí nghe mất cỡ quá à. Trời ơi bét ơi. Dí rồi. Mệt quá mất cỡ. Có làm gì đâu. Dũng chạy. Chạy. Vô đúng tâm điểm là khỏi chạy luôn. Dạ đúng rồi, anh chơi PC anh ơi. Khổ thân thế à. Đi cái gì cũng được. Rớt. Anh vẫn
Cô đơn cùng với đêm Sao dài cứ thích hết thế nhỉ? cứ trôi theo anh từng ngày. Em ơi giờ đây anh Ui. đâu, cần một bờ vai em ơi, nhưng không cạnh ai lúc này, để anh có nơi đông tựa. quá đông quá Anh nhớ lại những kỷ niệm, mà sao trong anh buồn thế. Anh em Chí ơi làm gì sao trời? đang về, như em gần kề bên ai. Anh đưa đôi mắt anh tìm, mày hả, mày hả, quýnh cho mày một phát 21k mày chết luôn. Hàng nè, hàng đi, ai mà cận kề hàng được nhiều á thì mới trời ơi, quánh hát cận kề hàng nhiều thì mới 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 được thu nhiều nha mọi người. Ôi làm choáng liên tục luôn kìa trời. Mày hả mày? Đông quá. Cái gì vậy? Này cút ngay, cút ngay và liền, cút ngay và liền, thích không? Không cần bốp luôn, chấp luôn, không ông chơi nội công rồi chạy, nó ban đầu lắm, bị ấy rồi. Mà sao lại mơ nhiều hơn, thấy bóng dáng em mỗi đêm về. Chấp Sao tốt cô luôn. đơn chẳng nghĩ gì thế, sao chân anh cứ mãi đi tìm về nơi mà ta thương quá, đã có Ôi. những yêu dấu nhạt nhòa. Dù anh biết tất cả đã Thua mãi xa rồi, được 10 rồi, xu nè mọi người. Đâu rồi chỉ được có nhiêu? những ký ức ở lại, nhưng dường như Nè, được những ngày 300. chưa quên, và dường như Được 300 lúc mấy nào lượng. anh cũng thấy em. Giọt nước mắt cứ mãi rơi Nè, được quá xuống trời vàng luôn đôi nè, môi, được 10 xu đồng nữa. trôi thêm hồn cao Kìa. ngất. Dí.